Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố Linh dị đô thị. Tóm tắt tập số 22. Nhóm của Tô Bạch bị lạc vào cái mê cung huyễn hoặc, và sau khi đã tìm được cách thoát ra thì nhóm của Tô Bạch gặp được 100 người quân lính nhà Thanh, và họ bắt buộc phải tìm một cái đường khác để xuống núi. Trên đường xuống núi thì ba người này đã tìm thấy một cái hang động và tiến vào bên trong. Lần lượt sau khi tiến vào hang động là Thất Luận rồi đến Gia Thố và Tô Bạch bị lạc mất nhau. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp tình tiết của tập này nha. Tô Bạch lắc đầu. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Có lẽ những thứ đồ chơi quỷ quái kia không có nhiều như vậy đâu. Hơn nữa, lực chú ý của nó hẳn là tập trung lên đám người phía trước rồi. Tạm thời còn không để ý đến chúng ta đâu. Hơn nữa, chúng ta chỉ có 3 người thôi. Muốn có thể không một tiếng động đánh cháo, độ khó cũng quá lớn. Nếu như đối phương thật sự có năng lực này, sớm có thể cứng đối cứng mà không phải đánh lén rồi. Cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Không sai. Hòa thượng gật đầu tán thành. Gia Thố thì khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cho nên hiện tại chúng ta vẫn nên tiếp tục đi về phía trước thôi. Đuổi lên hàng ngũ phía trước. Ít nhất chúng ta cũng biết 2 người trong đội ngũ này bị đánh cháo rồi. Như thế chúng ta có thể kéo được 2 kẻ giả mạo này ra trước. Một khi thứ đồ chơi giả thần giả quỷ này lộ ra ngoài ánh sáng rồi, khăn che mặt của bọn chúng bị xé rách đi, bọn chúng không còn đáng sợ như vậy nữa đâu. 3 người tiếp tục đi về phía trước, đồng thời rõ ràng tăng nhanh tốc độ. Đi tới, đi rất nhanh. Ở trước mặt bọn họ lại xuất hiện một thi thể. Gia Thố nhắm mắt lại xác định. Vừa mới tắt thở, Hòa thượng chắp tay lại trước ngực, niệm một câu kinh Phật: A Di Đà Phật. Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Sau đó Hòa thượng và Gia Thố đều bất động. Khóe miệng Tô Bạch cười như không cười. Trong nháy mắt, 3 người đều ăn ý không nhúc nhích. Hai mắt Tô Bạch nhắm nghiền, thân thể của hắn bắt đầu trở nên gầy gò hơn, trực tiếp biến thành trạng thái cương thi. Gia Thố và Hòa thượng cứ như thế nhìn Tô Bạch. Lần này tôi luôn cảm thấy có gì đó khác thường, cho nên tôi cứ thế đi qua. Hòa thượng, không phải là anh trước đã nói sao? Cương thi không nằm trong ngũ hành, không vào luân hồi, thần ghét, quỷ ghét, coi như tôi có tấm bùa hộ nhân đi. Tô Bạch vừa nói xong liền bắt đầu chạy về hướng thi thể kia. Đúng thế, là chạy tới. Gia Thố và Hòa thượng cũng chạy theo. Thế nhưng trong quá trình chạy, Tô Bạch vẫn luôn nhắm mắt lại. Thậm chí lúc đi ngang qua thi thể thứ 3, hắn căn bản không có mở mắt ra nhìn một chút gì cả, cũng không có chú ý đến xung quanh, cứ như thế lấy trạng thái cương thi này không ngừng chạy đi. Gia Thố và Hòa thượng đứng lại bên cạnh thi thể thứ 3, không có tiếp tục đi lên một bước nữa, mà cứ lặng lặng nhìn Tô Bạch chạy càng lúc càng xa khỏi tầm mắt của bọn họ. Ngay sau đấy, hai người liếc nhìn nhau, bọn họ đều thấy gương mặt của đối phương tan biến. Sau khi chạy được một đoạn, vì tiết kiệm sức lực của mình, Tô Bạch khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn ngồi xuống một tảng đá, phía trước là một khoảng không đen thui, không nhìn thấy đường, phía sau càng là nơi không thể tùy tiện trở về. Hai tên gia hỏa giả mạo gần như giống Gia Thố và Hòa thượng như đúc. Bọn họ bắt chước quá giống, đủ để đánh cháo rồi. Tô Bạch cũng không phát hiện ra sơ hở gì cả. Nhưng mà có đôi khi trong rất nhiều chuyện cũng không cần xuất phát từ chi tiết nhỏ mà có thể đi từ cảm giác. Bởi vì Tô Bạch phát giác ra được, sau khi đi qua thi thể của gã đàn ông kia, Hòa thượng trở nên trầm mặc hơn nhiều. Tuy Hòa thượng vẫn nói, vẫn giao lưu, tuy câu trả lời vẫn phù hợp với cả tình hình của Hòa thượng, nhưng mà Tô Bạch luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đấy. Cái thứ thiếu này, nếu như đổi thành Hòa thượng và Gia Thố, có thể bọn họ không hiểu, nhưng Tô Bạch có thể hiểu và cảm nhận được. Đó chính là IQ. Bởi vì từ lúc đi vào thế giới chuyện xưa này, thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt Hòa thượng ở Tây Tạng, đồng thời từ lúc cùng Hòa thượng hoàn thành nhiệm vụ đến nay, Tô Bạch vẫn luôn ở trong trạng thái rất nhẹ nhõm. Bởi vì mọi thứ Hòa thượng đều tính toán rất kỹ, đều an bài rất tốt. Chính hắn chỉ cần đi cùng là được rồi. Hiển nhiên
Gia Thố cũng chính là loại người này. Lời nói không quá nhiều, nhưng mà phong cách hành sự rất dứt khoát và lưu loát, rất giống hòa thượng. Đây là một thế giới chuyện xưa hết sức cổ quái. Cho nên trước đấy Tô Bạch liền cười nói chính mình lần này có thể đi ôm đùi hai người này rồi. Trên thực tế quả thật hắn đã làm như vậy. Từ khi đi vào thế giới chuyện xưa đến nay, chính hắn ngoại trừ lỡ tay giết chết một người bình thường, trên cơ bản đều không làm gì cả. Đều là do hòa thượng và gia thố đi phía trước cả. Giống như một tổ đội chơi loại trò chơi chiến đấu vậy. Có hai đồng đội thần cấp chống đỡ cục diện rồi, chính mình có thể nhẹ nhàng đi đánh xì dầu, đi ăn theo đám đông cho có khí thế, chứ thực ra không giúp gì được cả. Sau cùng chiến thắng được chia kinh nghiệm. Trước đấy thì Tô Bạch luôn có loại cảm giác này. Chính bản thân của hắn cũng cảm thấy ngại, trừ gặp phải cục diện không thể không chém giết. Nếu không có lẽ chính hắn không cần đi làm chuyện gì cả. Nhưng mà sau khi vào hang động, từ khi gặp thi thể đầu tiên của gã đàn ông này, Tô Bạch bỗng nhiên có cảm giác bầu không khí ở trong đội ngũ có gì đó không đúng. Khi đó hắn còn chưa có hoàn toàn phát hiện ra. Cho đến khi đi qua thi thể của người phụ nữ, loại cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn. Đồng thời cuối cùng cũng bị Tô Bạch bắt được. Từ khi nào trong đội ngũ này, nhân vật đi trước tiến hành phân tích tình huống lại biến thành hắn rồi. Hơn nữa vị trí của thi thể gã đàn ông và thi thể người phụ nữ là hai điểm mấu chốt. Ở hai vị trí này, hòa thượng và giao thố trong đội ngũ của hắn phát sinh biến hóa. Đội ngũ đi phía trước cũng ở vị trí này đã chết hai người. Chính vì lẽ đấy, lúc đối mặt với cả thi thể thứ ba, trong lòng Tô Bạch hiểu rõ đây chính là điểm mấu chốt thứ ba. Cho nên hắn trực tiếp lấy trạng thái cương thi xông tới, không dừng lại, không nghỉ lại, chạy vọt qua. Sau đấy Tô Bạch thành công, gia thố và hòa thượng còn không có đuổi theo. Điều này cũng đã chứng thực suy đoán lúc trước của Tô Bạch. Tô Bạch bỗng nhiên cười tự giễu, chính mình quả thật thú vị mà. Đi đánh xì dầu thế mà còn nắm được ưu thế. Nếu như đối phương lựa chọn người đầu tiên đánh cháo là hắn, chuyện là hòa thượng và gia thố có phát hiện ra hay không còn là điều khó nói. Dù sao trong thế giới chuyện xưa lần này, bọn họ vẫn luôn đi tiên phong, đồng đội phía sau tiếp tục đi đánh xì dầu, bọn họ sẽ rất khó phát hiện ra thứ gì đó không đúng. Đúng lúc này Tô Bạch cảm thấy lòng bàn tay của hắn có chút dính dính. Tô Bạch lập tức đứng lên, nhìn về phía tảng đá mà hắn đang ngồi lên. Tô Bạch sờ soạng một lúc, từ trong không gian tối đen, hắn thế mà sờ được một thứ đồ lông xù, không giống như lông của động vật, càng giống đầu người hơn. Tô Bạch mím môi, hai tay dùng sức lấy vật kia kéo ra ngoài. Một thi thể gần như hoàn toàn vặn vẹo từ trong khe đá bị Tô Bạch kéo ra ngoài. Trước đó máu tươi của thi thể này bắn tung tóe lên tảng đá, cho nên khi lòng bàn tay của Tô Bạch đặt lên tảng đá mới cảm thấy dính dính. Đây là thi thể thứ tư, cũng là điểm mấu chốt thứ tư sao? Tô Bạch đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Tô Bạch vỗ vào trán của mình, có loại cảm giác nội thương nặng rồi. Còn mẹ nó chứ, anh có thể đừng chết khuất như vậy được không? Cố thi thể này không giống với cả những thi thể trước đấy. Thi thể này bị chết thê thảm hơn nhiều. Trước ngực mấy thi thể kia đều bị khoét một miếng thịt lớn, nhưng mà thi thể này càng giống như là bị vặn nát vậy. Có lẽ xương cốt đều bị gãy vụn rồi. Tô Bạch giết qua không ít người, hắn miễn cưỡng có thể xem như là nửa đao phủ. Nhưng mà khi nhìn thấy hít tử trạng này, Tô Bạch không nhịn được có chút cảm giác da đầu tê dại. Rốt cuộc người anh em này đã làm những gì mới khiến cho anh ta bị đối xử khác biệt đến như vậy? Tô Bạch không giống với cả hòa thượng. Từ sau khi tiến vào thế giới chuyện xưa này, hòa thượng giống như là sinh ra hứng thú với cả thi thể. Mỗi một thi thể hòa thượng đều kiểm tra một lần. Còn Tô Bạch, hắn không nguyện ý ở nơi tối tăm này đi tìm tòi một thi thể chết thảm như vậy. Cho nên Tô Bạch lùi về sau mấy bước, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng phía sau hắn đột nhiên chạm đến một tầng màng mỏng trong suốt. Tô Bạch vươn người quay ra, một vách ngăn vô hình xuất hiện, ngăn cản hai tay Tô Bạch lại. Ngay sau đấy, Tô Bạch cảm giác dưới đất chân mình càng ngày càng xốp. Cái này giống như trên đường bê tông chảy nhựa,
vào ngày hè nhựa đường chảy ra. Thậm chí loại cục diện này dần dần trở nên rõ ràng hơn, bởi vì hai chân của Tô Bạch đã trực tiếp lún vào trong đất đen rồi. Tô Bạch chống hai tay xuống đất, dự định dùng sức rút chân mình ra. Nhưng lúc bàn tay của Tô Bạch đặt lên mặt đất, một lực hút truyền đến, bàn tay của hắn vậy mà trực tiếp chui vào trong đất đen. Bây giờ thật đúng là không còn biện pháp nào cả. Hai chân hai tay hắn đều ở trong đất rồi, hơn nữa còn không thể rút ra, khiến Tô Bạch cảm thấy nghẹn khuất. Đến cuối cùng thì chỉ còn có mình đầu của hắn ở ngoài thôi. Tô Bạch không thể không hít sâu một hơi. Cả người trên người dưới đều dính dính. Đây là loại cảm giác tuyệt vọng khi bị chôn sống. Đối với cả người bình thường mà nói thì loại tư vị chậm rãi bị chôn sống đủ để khiến cho người ta sụp đổ rồi. Tô Bạch không có sụp đổ, nhưng mà hắn cũng không có khá hơn chút nào cả. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu của hắn. Thế nhưng lúc này Tô Bạch còn chưa nghĩ cụ thể ra một chuyện gì. Hai chân của hắn bị hút xuống rồi, phía người trầm xuống, ngay sau đấy cả người của hắn rơi xuống. Dưới lòng đất rõ ràng đều là nồng đậm máu tươi, giống như một con suối nhỏ vậy. Nhưng mà rõ ràng tốc độ chảy của máu tươi chảy xiết hơn dòng suối nhỏ. Đồng thời giữa huyết sắc của dòng suối nhỏ và đất đen phía trên có một đường tường kép cao khoảng 2 mét. Tô Bạch ngẩng đầu lên phát hiện ra đất đen này cũng không phải treo lơ lửng giữa trời. Dưới lớp đất đen có từng tầng giống như hệ thống mạch máu trong cơ thể vậy. Đỏ tươi, sinh trưởng giống như nấm, sau đó nâng đất đen lên. Mặc dù máu tươi dưới chân của hắn tản ra mùi hôi thối nồng đậm, giống như một món ăn đã để không biết bao nhiêu năm rồi, trở nên biến chất. Nhưng mà loại cảm giác sống sót sau tai nạn vẫn khiến cho Tô Bạch cảm giác đầu óc của mình bỗng nhiên có chút thiếu dưỡng khí. Phù. Dòng sông máu này không quá sâu, chỉ khoảng nửa mét, nhưng mà chính xác là một dòng sông máu. Chỉ là bỗng nhiên ở đó xuất hiện một vòng xoáy. Ngay sau đấy, một xúc tu trực tiếp đâm lên. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là ngực Tô Bạch. Xúc tu này có tốc độ quá nhanh, giống như đạn bắn vậy. Đừng nói hiện tại Tô Bạch có chút vô lực sống sót sau tai nạn, ngay cả khi ở trạng thái tốt nhất, có lẽ hắn cũng không tránh nổi. Phập. Ngực Tô Bạch bị xúc tu đâm xuyên qua, cả người bị nhấc lên. Đau, đau quá. Loại đau nhức này cảm giác giống như tê tâm liệt phế vậy. Bởi vì đây thật sự là tê tâm liệt phế. Tô Bạch thiếu chút nữa đã bất tỉnh nhân sự rồi, nhưng bản năng cầu sinh vẫn khiến cho hắn ép buộc mình phải tiếp tục duy trì thanh tỉnh. Xúc tu đâm xuyên thủng ngực Tô Bạch, nhưng mà Tô Bạch không có chết. Điểm này xúc tu có thể cảm nhận được. Sau đấy dường như chính xúc tu cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao mục tiêu của mình không chết. Lấy thể chất của Tô Bạch mà nói, dạng bị đâm xuyên này dĩ nhiên gây ra thương tổn rất lớn. Nhưng mà muốn hắn trực tiếp mất mạng như người bình thường, vậy thì quá coi thường thể chất của ma cà rồng Tô Bạch rồi. Nhưng mà nếu tiếp tục như thế cũng không ổn. Hơn nữa vì muốn tiến thêm một bước xác nhận rốt cuộc Tô Bạch có chết hay không, xúc tu bắt đầu trên dưới đong đưa. Tô Bạch lúc thì bị đập vào trong dòng sông máu, lúc thì bị đập lên đất đen ở trên, giống như trống lúc lắc vậy, không ngừng bị đánh lên trên mặt rồi lại bị đánh xuống dưới đất. Mẹ nó chứ. Tô Bạch chỉ có thể phát ra một câu chửi này thôi. Ngay sau đấy đầu của hắn bị đập mạnh vào trong nước, tiếp theo lại được nâng lên, thân thể ngã xuống đất đen. Nhưng mà trên xúc tu hẳn là có gai ngược, sau khi xuyên thủng ngực Tô Bạch rồi, nó đảo ngược ôm lấy thân thể Tô Bạch, khiến cho Tô Bạch không cách nào tránh thoát được. Hơn nữa dưới sự va chạm kịch liệt như vậy, Tô Bạch cũng chẳng có cách nào tránh thoát. Thế nhưng ma cà rồng không phải là không thể chết. Cấp bậc ma cà rồng của Tô Bạch cũng chẳng cao, không đạt được cấp bậc như ma cà rồng chân chính. Cho nên dưới tình huống liên tục bị tổn thương thế này, Tô Bạch cảm thấy linh hoạt của cơ thể hắn đang dần dần biến mất. Cảm giác đói bụng đã lan ra toàn thân rồi. Chính mình thật sự phải chết, thật sự phải chết. Bởi vì ngay lúc này hắn không có huyết châu để khôi phục, bị động không ngừng nhận lấy thương tổn.
Tô Bạch căn bản không nhịn được bao lâu nữa. Cuối cùng, ánh mắt Tô Bạch rơi vào trong dòng sông máu. Máu tươi này tản ra một mùi hôi thối nồng đậm. Đối với cả ma cà rồng như Tô Bạch mà nói thì hoàn toàn chỉ có cảm giác buồn nôn thôi, căn bản không phải thức ăn. Chỉ là dưới tình huống này, Tô Bạch cũng không có lựa chọn nào khác cả. Lúc này, một lần nữa xúc tu ném vào trong nước. Tô Bạch há miệng ra, bắt đầu uống máu trong sông này. Lần lượt bị ném xuống nước, lần lượt điên cuồng uống. Tô Bạch không biết uống máu tươi của nơi này có hiệu quả hay không, nhưng mà ít nhất hắn còn sống. Đúng vậy, hắn chưa có chết. Nhưng bị đập qua đập lại như vậy, chính bản thân Tô Bạch cũng có thể cảm nhận được xương cốt của hắn sắp không chống đỡ được rồi. Rất nhiều chỗ đang gãy ra. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Vậy ta liền giết chết đi. Lồng ngực của Tô Bạch phát ra tiếng gầm giận dữ, thân thể chuyển sang trạng thái ma cà rồng, trái tim ngừng đập, sự sống trên người hoàn toàn mất đi. Sau đó chính hắn cũng không nhúc nhích. Vào giây phút này thì xúc tu cũng dừng lại động tác điên cuồng lúc trước. Giống như đối với cả xúc tu này mà nói, việc cuối cùng mục tiêu chết đi cũng khiến cho nó thở dài nhẹ nhõm. Sau đó Tô Bạch cứ thấy bị trói di chuyển theo xúc tu. Loại cảm giác này không khác gì đi theo dạo phố, chỉ là thiếu người xem thôi. Nhưng mà rất nhanh người xem liền tới. Xúc tu kéo lấy Tô Bạch đi đến một góc rẽ của dòng suối nhỏ. Nơi đó có một bệ đá. Sau đó xúc tu hất lên, Tô Bạch nặng nề bị ném lên bệ đá này. Nhưng mà hắn vẫn không có nhúc nhích. Mặt của hắn hướng xuống dưới, vết thương trên người Tô Bạch thì cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Xúc tu co lại về trong dòng sông máu. Từ góc độ này nhìn lại thì nó không giống như xúc tu của động vật, càng có chút giống như rễ cây vậy. Lúc này, xung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn. Tiếng kèn hân hoan, giống như chuẩn bị đi đón dâu vậy. Loại tiếng kèn này, nói thật, vẫn là lúc Tô Bạch còn nhỏ có nghe qua. Hơn 10 năm gần đây, hắn không có nghe lại. Một người đàn ông cưỡi một con ngựa mặc bộ quần áo màu đỏ, dưới sự chen chúc của rất nhiều người, chậm rãi đi đến. Có 7-8 người đang thổi kèn, rất chói tai, nhưng mà cũng mang theo một loại nhịp điệu. Chẳng qua sắc mặt của những người này đều trắng bệch đến mức dọa người. Bên quai hàm còn có màu đỏ rực rỡ, khiến cho Tô Bạch liên tưởng đến đám người giấy trong thế giới chuyện xưa thứ hai mà hắn nhìn thấy. Bọn họ gần như là phiên bản khác của người giấy. Người đàn ông cưỡi ngựa mặc trang phục màu đỏ được người giấy nâng đi. Cũng không phải anh ta tự đi, bởi vì con ngựa kia hoàn toàn bằng giấy, khung xương là trúc, không phải là ngựa thật. Về phần người đàn ông này, so với cả những người thổi kèn và con ngựa, anh ta có thêm mấy phần sinh khí. Anh ta không phải là người giấy, nhưng mà hình như cũng chẳng phải là người, bởi vì gương mặt của anh ta đều là huyết nhục mơ hồ. Trên mặt của anh ta không có da, hai con ngươi ẩn trong huyết nhục. Bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên biến mất. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Quần áo trên người của anh ta là màu đỏ, nhìn ra được rất cổ xưa, chắp vá lên người, góp nhặt nên không khí vui mừng. Đây là một đội ngũ kỳ quái. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho nhiệt độ của nơi này nhanh chóng giảm xuống. Mấy người thổi kèn tới, dìu Tô Bạch đứng lên, hoặc nói đúng hơn là nâng lên. Tô Bạch không có phản kháng gì cả. Lúc này thân thể của hắn còn đang ở trong trạng thái khôi phục, nhưng mà ánh mắt của hắn hơi mở ra, cũng không phải là hoàn toàn nhắm mắt giả chết. Dĩ nhiên loại hơi mở mắt này thật ra càng giống với cả trạng thái của người chết hơn. Mấy người này đưa Tô Bạch đến trước mặt một gã đàn ông cưỡi ngựa. Người đàn ông này không ngừng ở trên ngựa lắc lư. Loại tâm trạng vui vẻ kia không có nói lời nào có thể miêu tả được. Tuy anh ta không có mặt, thế nhưng cảm xúc càng thể hiện ra mãnh liệt hơn. Sau đó gã này vẫy tay, mấy người nâng Tô Bạch đến gần người đàn ông này hơn. Tay của anh ta bắt đầu sờ soạng trên mặt Tô Bạch, giống như đang nhìn một bộ quần áo vậy. Đúng thế, một bộ quần áo. Tô Bạch cứ thế nhìn gã đàn ông này không ngừng sờ lên mặt của mình. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm tính toán tốc độ khôi phục, vết thương và sức lực còn lại của mình. Phải chăng nếu hắn đổi sang trạng thái của ma cà rồng,
hắn có thể giết chết tất cả đám người trước mặt này hay không đây? Chỉ là người đàn ông trước mặt sâu cạn thế nào, Tô Bạch không rõ, cho nên tạm thời hắn còn không có hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông sờ mặt Tô Bạch, cảm xúc của anh ta dường như càng ngày càng đi xuống. Tâm trạng của anh ta sa sút, trực tiếp ảnh hưởng đến hào hứng của những người thổi kèn xung quanh. Đến cuối cùng, tiếng kèn trở nên trầm thấp đến mức như đang nghẹn ngào vậy. Sau cùng, người đàn ông này xua tay với cả Tô Bạch, ra hiệu cho người của mình đưa Tô Bạch rời đi. Vẻ mặt ghét bỏ được thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Lúc này, trước ngực Tô Bạch không khỏi một đợt chập trùng rất nhỏ. Anh ta thế mà ghét bỏ hắn xấu sao? Tô Bạch bị ghét bỏ, hiển nhiên gã ta không hài lòng với cả tấm da người của Tô Bạch. Thậm chí ngay cả hào hứng lấy xuống dán lên mặt mình cũng không có. Trực tiếp phất tay cho thủ hạ một lần nữa ném Tô Bạch xuống dòng sông máu kia. Từ nơi nào thì về nơi đó đi. Ngược lại đối với cả Tô Bạch mà nói thì đây là một loại giải thoát. Bịch, một lần nữa rơi vào dòng sông máu. Tô Bạch vẫn duy trì trạng thái của ma cà rồng, không có nhịp tim, không có nhiệt độ. Ở trên bề đá, gã đàn ông cưỡi ngựa được 10 giấy chuẩn bị đưa đi. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai bỗng nhiên vang lên, giống như là tiếng khóc than vậy, rất cấp thiết, giống như tiếng oán phụ nơi khuê phòng đói khát đến mức không có cách nào kiềm chế được, vội vàng, cấp thiết, khát vọng. Gã đàn ông khẩn trương quay đầu lại, sau đó vô thức sờ lên mặt của mình. Hình như anh ta muốn đi gặp người rất quan trọng, nhưng mà anh ta còn chưa có tìm được lớp da người mà mình thích. Hiện tại vẫn không có mặt mũi gặp người khác, cho nên vô thức bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn. Lúc này những hạ nhân đang thổi kèn bên cạnh của gã ta đều bị dọa cho mềm nhũn, thậm chí cánh tay trên đều bắt đầu muốn rời khỏi thân thể rồi. Hiển nhiên không chỉ riêng gã này sợ hãi, mà ngay cả những người giấy đều sợ sệt người này đến tận xương tủy. Gã đàn ông một lần nữa xua tay, trong miệng phát ra tiếng ma sát chói tai để thủ hạ của mình kéo thi thể kia về. Tuy anh ta không thích loại hình của Tiểu Bạch, nhưng mà hiện tại không có lựa chọn nào khác cả. Mấy tấm da người trước đấy anh ta lại càng không thích, hơn nữa còn có cả nữ. Nếu như anh ta dán một da mặt nữ lên đi ra ngoài gặp người kia, kết quả tuyệt đối vô cùng thê thảm. Tô Bạch rơi vào dòng sông máu, xúc tu kia nhanh chóng lấy lại giữ hắn ta, ném hắn lên trên mặt đất đen. Sau đó đầu của hắn thì giống như trồng cây chuối trên mặt đất đen vậy. Nấm trên đất đen bắt đầu sinh trưởng, chủ động ngọ nguậy đưa Tô Bạch lên. Tô Bạch rốt cục biết những người kia chết thế nào rồi. Bọn họ đều ở vị trí đặc biệt, hoặc nói đúng hơn là tọa độ không gian đặc biệt, bị đất đen kéo xuống. Vết thương ở trước ngực bọn họ lại bị xúc tu này làm ra. Lúc thân thể Tô Bạch lại một lần nữa ở trong đất, hắn cũng chẳng cảm thấy dơ bẩn, bởi vì lúc này đang có vô số vi sinh vật dọn dẹp thân thể dơ bẩn cho hắn rồi. Thậm chí ngay cả máu dính trên người hắn ta cũng chẳng còn. Cả người của hắn sạch sẽ còn hơn cả khi tắm rửa xong được người hầu lau sạch. Thế nhưng Tô Bạch vừa mới lên mặt đất, hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai chân của hắn bị thứ gì đó kéo lại. Ngay lập tức, một cỗ lực đạo từ dưới đất truyền đến. Lúc này Tô Bạch há to miệng, hít sâu một hơi, sau đó lại một lần nữa chui vào trong đất đen. Rất nhanh Tô Bạch lại bị bên dưới nhổ ra, vẫn là xúc tu kia. Nhưng lần này Tô Bạch đã quan sát rất cẩn thận. Hắn nhìn thấy trên xúc tu kia có loại rêu xanh. Trước đó Tô Bạch đã cảm thấy xúc tu này không giống như động vật rồi, càng giống như sợi rễ cây của cổ thụ vậy. Bây giờ nhìn lại quả đúng là như vậy. Mấy người giấy đứng trên kệ đá, ném thứ gì đó màu xanh lam vào trong dòng sông máu này. Ngay sau đấy xúc tu này mới chậm rãi một lần nữa ném Tô Bạch lên kệ đá. Người giấy nâng Tô Bạch lên, gã đàn ông kia thì đang thúc giục người phía dưới tranh thủ thời gian mang hắn lên. Từ bệ đá nhìn xuống dưới là một sườn dốc, hơn nữa còn là dấu vết con người điêu tạc. Xuống thêm chút nữa, Tô Bạch thậm chí còn nhìn thấy thôn xóm. Thế nhưng những thôn xóm này đều đã lâu không thấy ánh mặt trời rồi, hơn nữa còn xây dựng từ đá, rất cổ xưa.
Đồng thời bên dưới trong đó thì cũng chẳng có dáng vẻ giống như là có người đang ở, càng có vẻ như mang ý nghĩa tượng trưng vậy. Một chiếc kiệu hoa xuất hiện ở phía trước. Gã đàn ông này không có mặt đi vào trong kiệu hoa. Sau đó mấy người giấy nâng Tô Bạch đi vào. Ngay sau đấy mấy người giấy này lập tức khiêng kiệu hoa lên, giống như đang vội vàng đi đón dâu vậy. Người đàn ông không có mặt ngồi ở trong kiệu hoa để đổi mặt. Nguyên liệu dĩ nhiên là từ thi thể của Tô Bạch rồi. Móng tay của gã ta rất sắc, giống như dao vậy. Trước tiên anh ta sờ lên mặt Tô Bạch, giống như đang đo vải trước khi may vá. Sau khi chuẩn bị xong, gã ta bắt đầu chuẩn bị cắt. Thời gian dài vò dài như vậy, cuối cùng thương thế trên người Tô Bạch đã khôi phục được như cũ rồi. Mặc dù thân thể của hắn còn yếu ớt, nhưng mà người ta chuẩn bị cắt mặt của hắn ra, làm sao hắn có thể tiếp tục giả vờ chết đây. Một giây sau, gã đàn ông bắt đầu dùng móng tay sắc bén đâm vào mặt Tô Bạch. Thế nhưng điều khiến cho gã ta kinh ngạc chính là móng tay của anh ta không giống như là đâm vào thi thể của người chết, càng giống như là đâm vào trên tảng đá cứng rắn vậy. Thậm chí còn phát ra một tiếng vang giòn tan. Hai móng tay của anh ta trực tiếp gãy nát. Gã đàn ông tập trung nhìn lại, trước mặt của anh ta đâu phải là thi thể của nhân loại vừa mới chết. Đây rõ ràng là một bộ cương thi. Cương thi này còn lộ ra đôi con ngươi màu xanh lam đang nhìn chằm chằm anh ta. Trong nháy mắt, 10 ngón tay của Tô Bạch nhanh chóng mọc ra 10 móng tay màu đen, mang theo thi độc và hàn độc. Sau đấy, ngay lúc gã đàn ông này không phát hiện ra sự biến hóa của hắn mà ngây người, trực tiếp ra tay. Một tay của hắn đâm vào tròng mắt của gã ta không có mặt, một tay khác thì đâm vào vị trí cổ của gã ta không có mặt. Phập phập. Lần này có thể coi như Tô Bạch liều mạng. Hắn không biết thực lực của gã này sâu cạn bao nhiêu, nhưng mà ở khoảng cách gần như vậy, dưới tình huống đánh lén như vậy, cho dù gã ta không mặt có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng không chịu nổi. Trên thực tế, hiệu quả của việc đánh lén vượt qua dự đoán của Tô Bạch. Người đàn ông không có mặt này không giống như những gì Tô Bạch tưởng tượng. Anh ta thuộc loại hình công tử bột, cảm giác nhìn thì ngon nhưng mà lại không dùng được. Hàn độc trực tiếp xâm nhập vào trong đầu của gã ta. Cả đầu của anh ta bị kết thành một tầng xương lạnh. Tô Bạch đã khôi phục lại trạng thái trước đấy, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Dày vò lâu như vậy rồi, thân thể còn không ngừng bị thương. Nếu như không phải máu ở trong dòng sông kia có chút tác dụng, quả thật hắn đã sớm chết rồi. Gã đàn ông không mặt lặng lặng ngồi trong kiệu. Ngay lúc này thì chiếc kiệu hoa chậm rãi được đặt xuống. Có lẽ là đến nơi rồi. Tô Bạch ngồi dậy, nhanh chóng cởi quần áo của mình ra. Quần áo trên người của hắn đều là quần áo tìm được trong thôn làng kia. Trang phục cổ đại có thể cởi ra một cách dễ dàng. Sau đó hắn lấy quần áo đỏ trên người của gã ta mặc vào, lại tùy ý mặc trang phục của mình lên người của anh ta. Tô Bạch nhanh chóng làm xong tất cả. Đối với cả sự nhanh trí của mình thì Tô Bạch cũng có chút ngạc nhiên. Quả nhiên khi con người ta ở lúc nguy cấp, tư duy vượt qua lúc bình thường rất nhiều. Một người giấy đi đến trước kiệu hoa đợi lệnh. Tô Bạch hít sâu một hơi. Những vải đỏ này đều rất bẩn và cũ kỹ, mang theo mùi ẩm mốc. Nhưng mà Tô Bạch vẫn duy trì một loại bình tĩnh, vén rèm kiệu hoa lên, đi xuống. Nơi này không còn trống rỗng như ở bên ngoài. Nó mang tới một cảm giác giống như vết nứt của hang động vậy. Nhưng phía trên thêm mà có dấu vết của nhà ở. Chỉ là do niên đại quá lâu, lại thêm quanh năm suốt tháng tầng nham thạch vận động, dẫn đến những phòng ốc này cũng chỉ có thể xem như là còn có chút dáng vẻ của nhà thôi. Trên thực tế cũng không còn lại bao nhiêu. Hiện tại Tô Bạch đang ở trong một không gian riêng biệt. Phía trước có một chiếc giường làm bằng gỗ. Nhưng bởi vì thời gian dài, rất nhiều nơi có dấu hiệu hư hại, thậm chí là sụp xuống. Những nơi này đều được dùng đá chất chồng lên nhau để duy trì dáng vẻ giống giường. Trên giường là vải rách với đủ loại màu sắc, một tầng lại một tầng. Đồng thời ở đầu giường còn có một chiếc đầu lâu. Bên trong đầu lâu còn có ngọn lửa xanh thăm thẳm, giống như một chiếc đèn ngủ vậy, khiến cho nơi này càng thêm quỷ dị. Sau khi hạ kiệu, toàn bộ người giấy đều lui xuống, không thấy bóng dáng của ai cả.
Ở trên giường, trong từng lớp vải đầy màu sắc đấy, có một thứ đồ vật gì đó đang bắt đầu nhúc nhích, biên độ không lớn nhưng rất rõ ràng. Ngay sau đấy, từ bên trong, một cái tay thò ra, sau đó ngoắc tay với cả Tô Bạch. Từ góc độ cái tay này mà nói, đây là một cái tay xinh đẹp của phụ nữ, thậm chí đủ để làm dấu chỉ điểm. Chẳng qua Tô Bạch sẽ không cho rằng ở dưới những tấm vải rách nát này cất giấu một mỹ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc đâu. Tô Bạch không có hy vọng xa vời chính mình sẽ giống như là Ninh Thái Thần, có cơ hội gặp được Hương Diễm với cả Hồ Yêu. Trên thực tế, dưới hoàn cảnh dơ bẩn và tỏa ra mùi hôi thối của thi thể, cho dù thật sự có mỹ nữ cởi trần chuồng đứng trước mặt của hắn, hắn cũng rất khó có thể cứng lên được. Hơn nữa có vết xe đổ của gã đàn ông không mặt, có trời mới biết ở trong này lại là mặt hàng buồn nôn gì, dơ bẩn thế nào. Thế nhưng hiện tại Tô Bạch như có chút hiểu rõ thân phận của gã ta. Không trách là gối thêu hoa, chỉ xem là không dùng được, người ta cũng chỉ là trai lơ mà thôi. Hơn nữa có vẻ như con hàng này còn rất vất vả. Đoán chừng vì thỏa mãn cảm giác mới mẻ của chủ nhân, anh ta không ngừng phải thay da mặt, càng không ngừng phải biến thành dáng vẻ của những người khác, lần lượt kéo lớp da này xuống, dán lớp da khác lên. Đối với cả gã ta mà nói, có lẽ đây cũng là một loại giày vò. Hắn giết anh ta cũng coi như giúp anh ta giải thoát đi vậy. Cái tay kia ngoắc rất lâu, cảm giác được Tô Bạch thế mà còn không tiến về phía trước một bước. Áp suất trong phòng lập tức hạ xuống. Lúc này quỷ hỏa bỗng nhiên cháy rừng rực lên, giống như tâm trạng của người trên giường vậy. Hiển nhiên, lúc này người trên giường đã có chút không kiên nhẫn rồi. Ngay sau đấy, một giọng nói từ trên giường truyền đến, đồng thời vang vọng trong vách đá chật hẹp. Giọng nói đứt quãng lại mang theo uy nghiêm. Còn không mau tới thị tẩm. Tô Bạch nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, sau đó cúi đầu xuống, bước đầu đi về phía trước. Đi về phía trước giường kia, hắn bước đi rất bình tĩnh, cũng rất tự nhiên, giống như cam chịu. Nhưng mà chỉ có chính bản thân Tô Bạch mới hiểu rõ thôi. Vào lúc này đây, độ nhạy bén của cơ thể hắn ở trạng thái cao nhất. Dường như đối phương bắt đầu hài lòng với thái độ của Tô Bạch, thu tay mình lại. Nhưng mà ngay sau đó trên giường phát ra tiếng ma sát, chân mày Tô Bạch hơi nhíu lại. Con mẹ nó, đây là đang mài răng sao? Trong đầu Tô Bạch đã cố gắng tưởng tượng người phụ nữ trên giường rất rất xấu. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, giống như chính mình nói xấu còn chưa đủ. Có thể phát ra tiếng mài răng đạt đến trình độ chói tai như vậy, rốt cục là thứ quỷ quái gì? Ngay lúc Tô Bạch vừa mới đi lên giường thôi, chuẩn bị một lần nữa đánh lén, từ xa một âm thanh chấn động truyền đến. Lúc này trên giường xuất hiện một đám khói đen, trực tiếp quét Tô Bạch xuống mặt đất. Tô Bạch ngồi trên mặt đất, hít vào một ngụm khí lạnh. Khí thế của đối phương có thể trực tiếp quét đến hắn. Lúc trước hắn thế mà còn hy vọng xa vời trông mèo vẽ hổ, một lần nữa đánh lén sao? Từ trong đám khói đen, một bóng dáng người phụ nữ dần dần hiện ra. Nhưng mà nửa người dưới của cô ta là hồ ly, bên trên hai đùi lộ ra bộ lông màu nâu. Hơn nữa bàn chân cô ta giống như cái kìm vậy, gắt gao giữ chặt lấy mặt giường. Ở vị trí dưới thân có một cái miệng đỏ tươi ẩn dưới lớp lông, không ngừng mấp máy, rất dễ nhìn thấy. Cái bộ vị kia lại thêm bộ dáng này nữa, thật giống như đang há miệng. Thậm chí Tô Bạch còn cảm thấy cho dù là món đồ chơi của con voi lớn nhất đâm vào đấy, có lẽ cũng bị cái miệng đỏ lòm này cắn nuốt thành bã vụn. Chuyện này sao hòa thượng còn chưa chết? Khói đen bay lên, thân hình người phụ nữ cũng theo đó mà bay lên, cuối cùng trực tiếp bay ra ngoài, rời khỏi nơi này. Xem ra là muốn giải quyết chuyện bất trắc kia trước, sau đó mới tiếp tục hưởng thụ mặt của hắn. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Tô Bạch. Tô Bạch chắp hai tay trước ngực, trong miệng niệm một tiếng A-di-đà-phật. Hòa thượng này đúng là bạn tốt mà. Vào lúc này cũng không biết anh ta gây ra động tĩnh lớn như thế nào ở đâu. Nếu không phải thế thì kết quả của hắn thật đúng là thê thảm. Tô Bạch đứng lên,
lấy lụa đỏ từ trên người của mình ra. Tô Bạch để mình trần đi tới bên giường, trên đó khắp nơi đều là vải, chẳng qua ở phía dưới vải còn có rất nhiều phân khô và nước tiểu. Hiển nhiên bình thường con hồ yêu này đều ăn ngủ cộng thêm sinh hoạt tình thú ở trên chiếc giường này. Mùi hôi thối trên giường đã không cách nào dùng ngôn từ để hình dung nữa rồi. Chẳng qua trong hỗn hợp phân và nước tiểu, Tô Bạch nhìn thấy một dị vật. Vật kia lóe lên ánh sáng lộng lẫy khác thường, tản ra một loại sinh khí sắc bén. Tô Bạch bò lên giường, chân của hắn đạp lên những thứ bẩn thỉu, ngồi xổm xuống nín thở, đưa tay ra chịu đựng cái loại cảm giác buồn nôn để lấy thứ đồ chơi kia lên. Đây là một con dao găm. Con dao găm này màu đen. Dao găm được cắm lên giường, hơn nữa bên cạnh nó còn có một đống bột màu trắng. Tô Bạch đưa tay vuốt nhẹ lên bột phấn. Hắn liên tưởng đến tiếng ma sát trước đấy. Con hồ yêu này thật đúng là cầm dao găm mài răng hả? Những bột phấn này đều là do mài răng mà rơi xuống sao? Thời gian qua, đối với cả trạng thái của ma cà rồng thì không có đủ lực công kích. Tô Bạch luôn cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nói có lẽ còn cần phải chờ đến khi thế giới chuyện xưa lần này kết thúc, chính mình mới có đủ điểm tích lũy để đổi được địa ngục hỏa shotgun. Thế nhưng lúc này trong tay của hắn không có chút vũ khí gì cả. Mỗi lần chiến đấu đều dựa vào thân thể mạnh mẽ mà chống đỡ, nhận lấy thương tổn. Tô Bạch luôn cảm thấy bản thân của mình có chút chật vật. Dao găm, nhất là khi chiếc dao găm này mang theo chút gì đó giống như pháp khí, là thứ mà trước đấy Tô Bạch cảm thấy do dự khi đặt chung một chỗ với cả địa ngục hỏa shotgun. Hiện tại thì hay rồi, nó tự nhiên chạy tới cửa. Tô Bạch nắm chặt lấy dao găm, sau đó rút nó ra khỏi giường, chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Bạch hiểu rõ hòa thượng có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà nếu như hồ yêu này đã tự mình ra trận rồi, như vậy bên phía hòa thượng cũng rất khó tiếp tục làm ầm ĩ. Hai bên căn bản không cùng thuộc một đẳng cấp. Tô Bạch cũng không có dự định vội vàng đi theo phương hướng hồ yêu để tìm cách cứu viện cho hòa thượng. Vào lúc này bản thân mình sống sót trước tiên mới là điều quan trọng nhất. Có thể thoát thân liền chạy thoát thôi. Tô Bạch ngẩng đầu lên, hắn phát hiện ra hình như ngoại trừ đi lên trên, còn lại chỉ có một con đường trước đó hắn ngồi trên kiệu hoa đi qua mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này ra ngoài. Con đường kia, không nói đến việc hắn có đụng phải hồ yêu trở về hay không, chỗ đó nhất định còn có rất nhiều những trò chơi quỷ dị khác. Chỉ riêng dòng sông máu với cả xúc tu ở đấy thôi đều là những thứ hắn không thể ứng phó một cách dễ dàng. Tô Bạch nhảy xuống giường, đi tới trước một vách đá. Vách đá này rất trơn bóng, không có điểm tựa cho tay chân. Muốn dùng tay không leo lên đó là một chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí gần như là không có khả năng. Thế nhưng Tô Bạch lại phát hiện ra một sợi dây thừng. Sợi dây thừng này giống như là một vật trang trí vậy, rủ xuống chỗ này. Trên thực tế, sợi dây thừng này đúng là vật trang trí, bởi vì sợi dây thừng này hoàn toàn được làm từ vô số da rắn mà thành, đủ loại màu sắc, hơn nữa còn là rắn kịch độc. Tô Bạch cầm sợi dây thừng bằng da rắn này kéo ra. Hắn phát hiện ra thứ đồ chơi này rất rắn chắc. Tô Bạch không chút do dự, ngay lập tức hai tay nắm lấy da rắn, sau đó hai chân đạp lên vách đá, bắt đầu trèo lên. Bởi vì lo lắng hồ yêu trở về, cho nên tốc độ của Tô Bạch rất nhanh. Hắn dốc hết toàn lực, cuối cùng quay đầu nhìn lại. Chiếc giường kia đã trở nên nhỏ bé rồi. Bên phía hòa thượng dường như dốc hết toàn lực dây dưa với cả hồ yêu đến bây giờ còn chưa có trở về. Càng lên cao, vết nứt càng ngày càng hẹp. Phía sau lưng Tô Bạch đã có thể áp vào một bên vách đá khác rồi. Hai chân Tô Bạch cũng có thể đặt ở phía vách đá trước. Điều này khiến cho tốc độ của Tô Bạch càng nhanh hơn. Vào lúc này thì vách đá cũng không còn có trơn bóng như trước, mà xuất hiện những hang động nhỏ. Tô Bạch không biết nếu hắn tiếp tục theo đà này trèo lên trên, có phải sẽ đi vào một hang rắn nào hay không. Chẳng qua trong suy nghĩ của Tô Bạch, cho dù có đi vào hang rắn thì cũng tốt hơn việc chơi với cả hồ yêu, sau đó ném tới giường trà đạp mình. Ít nhất cái đầu kia có thể chết thống khoái, cái sau thì thật đúng là sống không bằng chết rồi. Tô Bạch trực tiếp trèo lên trên, trèo lên trước rồi nói sau. Bỗng nhiên Tô Bạch nghe được phía dưới mình 1 mét
thế mà lại truyền đến một tiếng sột soạt rất nhỏ. Ngay sau đấy, một người từ chỗ cửa hang trên vách đá thò đầu ra. Đó là một gã đàn ông. Gã này mặc quần áo thể thao, rất hiện đại. Từ cách ăn mặc của anh ta có thể nhìn ra được, anh ta chính là thính giả, không phải là người dân bản xứ trong thế giới chuyện xưa này. Bởi vì hang động rất nhỏ, cho nên gã ta nằm dạp xuống, dựa vào hai tay và đầu gối để bò ra. Anh ta vừa mới thò đầu ra, nhìn một chút liền phát hiện ra Tô Bạch ở cách chỗ mình chưa đến 1 mét. Cứu tôi, dẫn tôi đi cùng đi, ra khỏi nơi này, cầu xin anh, cầu xin anh. Người tốt có báo đáp tốt đấy, thật đấy, người tốt có báo đáp tốt. Trên mặt của gã ta lộ vẻ cầu xin. Trên người của anh ta thì có vô số vết thương, cũng không biết là chảy xước hay là lúc trước bị thương nữa. Chẳng qua hiện tại cảm xúc của đối phương rõ ràng đã rơi vào tuyệt vọng rồi, sắp đến ranh giới chuẩn bị sụp đổ. Tô Bạch không có để ý đến anh ta mà tiếp tục trèo lên trên. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng leo lên phía trên thôi. Như vậy mới có hy vọng sau khi hồi yêu trở về, phát hiện ra hắn chạy trốn, muốn bắt thì cũng chẳng bắt được. Hiện tại Tô Bạch còn cách đỉnh khoảng 10 mét mà thôi, vạn dặm đường cũng chỉ còn lại mấy bước sau cùng. Đồng thời Tô Bạch phát hiện ra trên vách đá thế mà đều vẽ tượng Phật, hơn nữa còn khắc kinh văn. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy nơi này là vị trí quan trọng để trấn áp hồ yêu. Chỉ cần hắn leo lên trên thôi, hồ yêu không thể nào bắt được hắn. Thế nhưng đúng lúc này, Tô Bạch cảm nhận được sợi dây thừng bằng da rắn trong tay hắn chấn động. Tô Bạch cúi đầu xuống, phát hiện ra ở dưới hắn 1 mét thôi, gã đàn ông vừa bò ra khỏi hang kia đang nắm chặt lấy da rắn, dùng sức kéo xuống, vẻ mặt âm hiểm nhìn Tô Bạch. Chân của tôi bị thương rồi, một người không thể bò lên nổi, anh có thể mang theo tôi lên cùng không? Nếu như không mang, thế thì cùng chết đi, ai cũng đừng nghĩ đến việc đi lên đấy. Hiển nhiên da rắn trèo trống thể trọng của một mình Tô Bạch đã là cực hạn rồi, lại thêm một người nữa, có thể trèo trống được hay không thì còn khó nói, càng đừng nhắc đến việc tên gia hỏa này đang cố ý kéo lấy da rắn. Thậm chí Tô Bạch có thể cảm giác được vị trí cố định da rắn bên trên đã bắt đầu lỏng rồi. Tô Bạch lộ ra vẻ mặt do dự, sau cùng gật đầu, vẻ mặt của hắn mang theo sự kinh hoàng và sợ hãi. Anh, leo lên chỗ tôi đi, tôi kéo anh lên. Tay của anh giữ chặt lấy eo của tôi nha, chúng ta cùng nhau đi lên. Hiển nhiên đối phương rất hài lòng với cả thái độ của Tô Bạch, bắt đầu từ trong hang nhỏ leo ra ngoài, hai tay nắm lấy da rắn, sau đó khó khăn trèo lên trên. Đùi phải của anh ta máu me đầm đìa, quả thật đúng là bị thương rồi. Leo tới nơi, anh ta đưa tay ra chỗ Tô Bạch. Tô Bạch thì không có đưa tay ra cho anh ta, mà chính là leo lên thêm một đoạn nữa, kéo giãn khoảng cách với anh ta. Hiển nhiên người kia bị kích động, thân thể của anh ta giống như nổi điên vậy, nắm lấy da rắn không ngừng lắc lư. Bên trên thì càng ngày càng lỏng, giống như đầu cố định của sợi dây thừng đã không còn chắc chắn nữa rồi. Muốn chết cùng chết đi, tôi chết thì cũng phải kéo theo anh làm bạn nữa chứ hả? Chúng ta cùng chết, ai bảo anh đùa giỡn tôi, ai bảo anh đùa giỡn tôi. Người kia một bên dùng sức đung đưa sợi dây, một bên thì ngẩng đầu nhìn Tô Bạch. Dễ dàng nhận thấy anh ta hy vọng thông qua loại uy hiếp này có thể khiến cho Tô Bạch thay đổi chủ ý. Anh ta vẫn muốn tiếp tục sống, muốn leo lên. Nhìn thấy tên gia hỏa phía dưới giống như chó điên lắc loạn vậy, Tô Bạch trừng mắt nhìn anh ta, sờ tay vào bên hông, lấy ra một con dao găm. Sau đó dao găm nhẹ nhàng cắt qua da rắn. Từ vị trí Tô Bạch trở xuống, da rắn trực tiếp bị cắt đứt, sau đó rơi xuống. Cùng rơi xuống còn có tên gia hỏa vừa còn dùng sức lắc lư. Vẻ mặt của anh ta thì không dám tin, bỗng anh ta hiểu ra được, trước đó chính mình uy hiếp thật đúng là buồn cười, thật đúng là ấu trĩ. Hiển nhiên trước đó chính anh ta cũng chẳng ý thức được, thật ra Tô Bạch chỉ cần nhẹ nhàng cắt đứt da rắn thôi, chính mình liền sẽ trực tiếp rơi xuống. Anh ta thế mà còn dùng sức uy hiếp, cho rằng mình nắm được tử huyệt của Tô Bạch. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, thật ra lúc tên gia hỏa kia còn ở trong hang động, Tô Bạch liền có thể cắt đứt da rắn rồi. Thế nhưng hắn ta không có làm như vậy, mà chính là trước khi đồng ý với cả yêu cầu của đối phương, chờ đến khi cả thân thể của đối phương đều từ trong hang đi ra, nắm lấy da rắn, leo lên không trung,
Tô Bạch mới cắt đứt da rắn, trực tiếp để anh ta biến thành vật rơi tự do. Ngay tại lúc tên gia hỏa kia ngã xuống, Tô Bạch nhìn thấy một làn khói đen xuất hiện phía dưới. Hiển nhiên hồi yêu đã trở về rồi. Tô Bạch hít sâu một hơi, không để ý tới tên ngu ngốc kia nữa, liều mạng mà bò lên. Dù sao có lẽ tên ngớ ngẩn này một lát thì cũng không chết ngay được. Hơn nữa hắn còn biết đường lớn hướng lên trời, tất cả mọi người đi một bên. Trong thế giới chuyện xưa này, nhìn thấy chết mà không cứu vốn dĩ chính là bổn phận. Nhưng nếu như anh ta tự mình uy hiếp chính mình, Tô Bạch không ngại tiễn anh ta một đoạn đường vậy. Thả ra lúc này vách đá đã thẳng hẹp, đối với cả da rắn Tô Bạch cũng chỉ mượn lực thôi. Hai chân của hắn thì không ngừng dùng sức ma sát để cho mình đi lên phía trước. Trước đấy nếu chân của tên gia hỏa xui xẻo kia không có bị thương, anh ta có thể đến mức trực tiếp rơi xuống. Bên dưới hồ yêu cũng không có nhanh chóng đi lên trên. Tô Bạch nghe được một tiếng kêu tê tâm liệt phế, là giọng của nam giới. Cũng không biết tên gia hỏa kia nhận loại tra tấn gì. Sau cùng hai tay Tô Bạch lên được mép rồi, cả người bò lên, ngồi ở chỗ đấy. Cuối cùng Tô Bạch có thể thả lỏng rồi. Tô Bạch cúi đầu nhìn xuống, cả người bị dọa cho căng lên. Một gương mặt hồ ly ở ngay phía dưới Tô Bạch, cách hắn chưa đến nửa mét. Hiển nhiên tốc độ của hồ yêu này đã vượt xa phạm vi hiểu biết của Tô Bạch. Thế nhưng hồ yêu không có tiếp tục đi lên. Vào lúc này thì những tượng Phật trên vách đá loáng thoáng tản ra ánh sáng màu vàng, khiến cho hồ yêu cố kỵ. Cuối cùng nó hậm hực nhìn thoáng qua Tô Bạch, giống như dự định nhớ kỹ kẻ chạy trốn từ trong tay nó. Sau đó thân hình của nó hướng xuống dưới, đi làm chuyện mà mình ưa thích. Tô Bạch hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Trước đấy là do mệt mỏi đổ mồ hôi, nhưng mà hiện tại sau khi đối mặt với cả hồ yêu, đấy là mồ hôi lạnh. Tô Bạch nhìn thoáng qua cảnh xung quanh, hắn phát hiện ra nơi này không có tốt đẹp như những gì hắn tưởng tượng. Xung quanh đều là vách đá, nhưng có một tảng đá có chút khác biệt, màu sắc có chút khác nhau. Tô Bạch đi qua, đứng ở phía dưới, đưa tay tìm kiếm một lúc. Quả nhiên tảng đá này được xếp lên giống như dùng để chắn động vậy. Tô Bạch lấy dao găm ra, bắt đầu ở chỗ mép tảng đá này. Rất nhanh tảng đá bị Tô Bạch nạy ra. Chiếc dao găm này, cho dù mức độ sắc bén hay độ cứng đều không thể chê vào đâu được. Cho đến khi đem phía dưới khơi thông, có một lỗ nhỏ đủ cho một người đi qua xuất hiện ở trước đỉnh đầu Tô Bạch. Chỉ là Tô Bạch sờ lên mép của nó thôi, thế mà có rất nhiều gai ngược, cũng không biết là do thứ gì hình thành nên. Chẳng qua tình huống hiện tại, phía dưới là phòng ngủ của hồ yêu, phía trên tuy không biết là gì, nhưng mà ít nhất còn có đường đi. Vấn đề hiện tại chính là đến tận bây giờ Tô Bạch còn có chưa biết được nhiệm vụ chủ tuyến là gì. Làm thế nào để nhiệm vụ chủ tuyến hiện ra đây? Ở một mức độ lớn cần thính giả có động liền chui, có đường liền đi. Biết rõ gặp nguy hiểm nhưng vẫn phải hướng về phía trước. Nếu như hắn tiếp tục ngồi chờ ở chỗ này, như vậy hắn vĩnh viễn không thể phát hiện ra nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu người khác có được nhiệm vụ chủ tuyến, chính mình lại không có, như vậy đến sau cùng kết cục của Tô Bạch rất thê thảm. Đây chính là chuyện thính giả cảm thấy bất đắc dĩ, nhất là lúc đưa ra lựa chọn. Bọn họ không thể không biết trên núi có hổ nhưng vẫn hướng lên núi. Đây chính là sự đê tiện nhất của radio kinh dị. Nó cái gì cũng không làm, lại khiến cho thính giả phối hợp với chính mình, làm cho thế giới chuyện xưa này càng thêm đặc sắc. Thân thể Tô Bạch bắt đầu trở nên gầy gò hơn. Dưới trạng thái cương thi, tính phòng ngự cho thân thể Tô Bạch sẽ được nâng cao. Sau đó hắn nhảy lên, chui vào trong hang nhỏ, bắt đầu bò đi. Dùng từ bò thì cũng chẳng chính xác cho lắm, có lẽ nên dùng từ nhúc nhích để hình dung. Những gai trong hang động nhỏ này cũng không đâm vào được Tô Bạch. Ngược lại, Tô Bạch ở trạng thái cương thi đã san bằng tất cả. Hang nhỏ này cũng không phải rất sâu, nó dài khoảng 7-8 mét, nhưng mà đỉnh chóp thì cũng chẳng phải là đá mà chính là gỗ. 10 ngón tay sắc bén của Tô Bạch trực tiếp đâm vào phía dưới tấm gỗ này, sau đó đẩy tấm gỗ đã có chút mục nát ra một cái khe, chính mình chui vào. Sư phụ, canh giờ đã đến rồi,
chúng ta có thể rời mộ phần rồi. Một thanh niên nói với cả một gã đàn ông trung niên mặc quần áo đạo sĩ. Đúng thế sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị xong tế đàn và tiền giấy rồi, chỉ chờ sư phụ ra tay thôi. Một người thanh niên khác thì đứng gần đó lên tiếng. Lúc đầu đạo trưởng ngồi trên ghế thái sư, trong tay của ông ta cầm một ly trà. Hai người đệ tử đều đang khuyên ông ta nên bắt đầu rời phần mộ. Ông ta thản nhiên uống một ngụm trà, sau đó nhìn hai người đồ đệ của mình, hừ một tiếng. À khoan, à lượng, đừng cho là ta không biết trong lòng các người đang chú ý gì nha. Hiện tại còn chưa tới giờ ngọ ba khắc đâu. Khoảng 11 giờ 45 phút, hai người các ngươi là đang đau lòng vì vị Trần đại tiểu thư kia phơi nắng quá lâu, cho nên mới dục vi sư bắt đầu rời đi phần mộ. Các người đấy, loại chuyện như là di rời phần mộ, nếu làm không cẩn thận thì làm hỏng phong thủy của Trần gia đấy, ảnh hưởng đến vận khí của Trần gia. Hiện tại sinh ý của Trần gia đã tốt như vậy rồi, có liên quan rất lớn với cả vị trí phần mộ của tổ tiên họ. Một khi xử lý không tốt, nhẹ thì gia đạo sa sút, nặng thì thậm chí tan cửa nát nhà đấy. Các ngươi đau lòng cho Trần đại tiểu thư đứng lâu liền hại cô ta tan cửa nát nhà hả? Lúc này A Khoan và A Lượng đều ngoan ngoãn đứng ở một bên không nói gì, nhưng mà ánh mắt của hai người thỉnh thoảng vẫn chần chừ đảo qua trên người Trần đại tiểu thư. Người ta là tiểu thư khuê các, dáng vẻ xinh đẹp khác với những cô nương trong ngõ hẹp mà bọn họ thường thấy. Đạo trưởng thở dài một hơi. Thật ra thì ông ta cũng không trách hai đồ đệ của mình cầm giữ không được. Chính bản thân ông ta. Vô lượng thiên tôn, vô lượng thiên tôn. Anh thúc, thúc nóng sao? Vừa rồi hạ nhân trong nhà mang đến nước tuyết lê, trương đường phèn. Thúc uống một chút đi. Hiện tại canh giờ chưa tới, chúng ta chờ thêm một lát nữa, không cần nóng vội đâu. Trần đại tiểu thư bưng một bát tuyết lê, trưng đường phèn đưa đến trước mặt đạo trưởng. Đạo trưởng khẽ gật đầu đưa tay nhận lấy, nhưng mà chính mình lại không uống, trực tiếp đưa cho đồ đệ. Ngược lại hai đồ đệ của ông ta giống như là được chí bảo vậy. Dường như đây chính là do tự tay Trần đại tiểu thư đưa cho bọn họ. Hai người tranh nhau uống. Đạo trưởng lắc đầu. Hai tên gia hỏa này không có tiền đồ. Ông ta lập tức đứng lên, đi đến phần mộ của tổ tiên Trần gia. Sở dĩ lão Trần gia muốn di rời phần mộ cũng là do mấy đêm liên tục mơ thấy lão tổ tông về báo mộng cho mình, nói muốn chuyển nhà sang chỗ khác, lúc này mới tìm đến ông ta. Đúng lúc này, Lâm đạo trưởng bỗng nhiên phát hiện ra trên phần mộ tổ tiên Trần gia xuất hiện một tầng khói đen. Khói đen này rất mơ hồ, không rõ, người không có đạo hạnh căn bản không nhìn ra được. Chẳng lẽ phía dưới phần mộ này thật sự có chuyện sao? Lão đạo trưởng vẫy tay ra hiệu cho đệ tử mang thanh kiếm gỗ đào đến. Thế nhưng một phút sau, một cái bát to được đặt trong lòng bàn tay của Lâm đạo trưởng. A Khoan vừa lau miệng vừa nói: sư phụ, chúng đệ tử để lại cho người nửa bát này. Lão đạo trưởng nhất thời cảm thấy khó thở, trực tiếp ném bát vào ngực đệ tử, sau đó tự mình rút kiếm gỗ đào ra, thả người nhảy xuống dưới phần mộ. Tất cả mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng này làm cho có chút không hiểu. Trần tiểu thư thì đến bên cạnh A Khoan, A Lượng hỏi: không phải còn chưa đến giờ sao? Làm sao anh thúc lại đi xuống đó sớm như vậy? Đầu óc của A Khoan tương đối nhẹ nhàng hơn, nói thẳng: sư phụ đi xuống dưới dò đường, làm chuẩn bị cho việc rời phần mộ đấy. Lâm đạo trưởng đi đến chỗ khói đen xuất hiện, thấy mặt đất phía sau mộ bia thế mà gồ lên, đồng thời có những mảnh gỗ vụn. Lâm đạo trưởng cảm thấy kinh hãi. Ông ta còn chưa có mở phần mộ ra, đèn đều không có bày ra, quan tài thì còn chưa có mở, thi thể phía dưới thế mà đã không kịp chờ đợi muốn biến thành cương thi để leo lên sao? Loại tình huống này cho dù là Lâm đạo trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cương thi? Hơn nữa hiện tại còn là ban ngày, cương thi lại dám cản rỡ như vậy sao? Một tay Lâm đạo trưởng cầm kiếm gỗ đào, trực tiếp đâm xuống. Ngay sau đấy, Lâm đạo trưởng bỗng nhiên phát hiện ra đầu kiếm gỗ bị giữ lấy. Lão đạo trưởng rút kiếm ra, lại bị bên dưới kéo về. Hai bên cứ người tới ta đi. Anh thúc, đang làm gì vậy? Trần tiểu thư nhìn thấy anh thúc đứng sau mộ bia, không ngừng dùng kiếm đâm vào bên trong bùn đất, sau đó không ngừng rút ra.
A Khoan thì sửng sốt một chút. Lúc này A Lượng mới vượt lên trước hỏi: Đây là nghi thức trước khi rời mộ phần. Sư phụ đang cảnh báo cô hồn dã quỷ ở đây không được tới gần đấy, không được quấy nhiễu giấc ngủ của tổ tiên Trần tiểu thư. Nếu không, kiếm gỗ đào của sư phụ chúng tôi sẽ khiến cho bọn chúng hồn phi phách tán. Một tay của Lâm đạo trưởng cầm bùa, một tay khác thì tiếp tục cùng con cương thi ở bên dưới kéo co. Ngay lập tức, ông ta ngồi xuống, tay cầm bùa thăm dò vào trong lòng đất. Lâm đạo trưởng quả thật có đạo hạnh cao minh, trực tiếp dán sát vào mặt cương thi. Nhưng mà con cương thi này lại rất kỳ quái, thế mà có thể tản ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Loại hơi thở này lan từ cánh tay đến toàn thân của Lâm đạo trưởng, khiến cho ông ta lảo đảo đứng lên, lạnh run lập cập. Từ chỗ của A Lượng và A Khoan, Trần tiểu thư nhìn lại, chỉ thấy Lâm đạo trưởng bỗng nhiên lắc lư. Trần tiểu thư thì nghi ngờ hỏi: Anh Thúc đang làm gì vậy? Lần này thì A Lượng không biết nên giải thích thế nào nữa. A Khoan thì vội nói: Trần tiểu thư, là như này. Trước đó có vài ngày sư phụ chúng tôi mới lên trấn để giao lưu học tập với cả một vị pháp sư. Từ chỗ đó học được pháp môn mới là mời thần linh. Hiện tại tổ tiên của Trần gia tiểu thư đã nhập vào thân thể của sư phụ chúng tôi rồi. Cô có lời gì muốn nói với cả tổ tiên mình thì nhanh qua nói đi, rất linh đấy. Vẫn luôn bò lên phía trên, Tô Bạch mới phát hiện ra là chính mình chui vào nơi này. Đây là bên trong một chiếc quan tài. Chủ nhân bên trong quan tài đã sớm biến thành một cái xác khô rồi, hơn nữa còn mục nát, không ra hình dáng gì cả, gần như đụng vào liền vỡ vụn. Sau khi thân thể Tô Bạch chui vào nơi này, cơ bản liền đem nguyên chủ nhân tan biến. Thật đúng là tội lỗi mà. Điều này cũng rất thú vị. Ai lại đi hạ táng ở nơi này chứ? Phía dưới chính là động của hồ yêu. Tô Bạch nghĩ đến khối đá chắn ngang kia. Có lẽ lúc trước, người xây ngôi mộ này cũng đã phát hiện ra sự khác thường của bên dưới. Nhưng mà không biết vì sao lại chỉ chắn cái hang nhỏ kia cho xong chuyện. Ngược lại việc này giúp cho Tô Bạch trốn thoát. Móng tay Tô Bạch tiếp tục phá quan tài. Quan tài này rõ ràng thuộc về địa chủ nông thôn, cũng không phải là lăng mộ của tướng quân hay là quân vương gì đấy, cho nên không quá sâu. Trong lòng Tô Bạch tính toán, có lẽ sau khi phá nắp quan tài đi ra, hắn lại đào thêm một lớp đất liền có thể đi ra rồi. Nhưng mà đâu ngờ được, Tô Bạch vừa mới dùng ngón tay phá được một vết nứt trên quan tài, đang dự định làm tiếp thì thấy một cái kiếm gỗ đào có thể cứ thế đâm xuống, trực tiếp đâm vào bả vai của Tô Bạch. Kiếm gỗ đào vốn có tác dụng khắc chế âm tà, lại thêm thanh kiếm gỗ đào của Lâm đạo trưởng được làm phép qua. Một kiếm này của Lâm đạo trưởng trực tiếp đâm xuyên qua da thịt của Tô Bạch, mũi kiếm thì không có đi vào. Tô Bạch bỗng nhiên bị đánh lén. Lúc này hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, một tay hắn kéo đầu kiếm gỗ đào xuống dưới. Tay Tô Bạch thì không ngừng bốc lên khói trắng, hiển nhiên là bị thiêu đốt. Nhưng mà hắn vẫn giống như cũ, không có chút nào để ý cả. Bên trên kiếm gỗ đào cũng chuyển tới lực kéo, song phương người tới ta đi, không chịu buông bỏ. Ngay tại lúc hai bên giằng co, một cái tay thò vào, trong lòng bàn tay có một lá bùa, chuẩn xác dán lên trán Tô Bạch. Trong nháy mắt, cả người Tô Bạch giống như bị điểm huyệt vậy. Thế nhưng ngay sau đấy, hàn độc trên người Tô Bạch đều tập trung trên da mặt của hắn, hàn khí của hắn cũng theo tay của đối phương mà truyền ra ngoài. Lâm Chính Anh bị đông cứng, không ngừng run rẩy giống như bị sốt rét vậy. Còn Tô Bạch thì đang nằm trong quan tài không nhúc nhích. Song phương tiếp tục giằng co, ai cũng không chịu lùi bước. Chẳng qua Tô Bạch mà nói, thân thể của hắn chỉ bất động thôi, cũng chẳng có trở ngại gì lớn. Thế nhưng Lâm Chính Anh thì chỉ là một người thường, cho dù ông ta có đạo hạnh cao thâm, nhưng mà cũng chẳng thể chịu đựng được hàn khí này trong thời gian dài. Chính vì thế, một lúc sau Lâm Chính Anh chủ động thu tay về. Lá bùa trên trán Tô Bạch mất đi lực giữ của Lâm Chính Anh, trực tiếp rơi xuống. Hắn khôi phục lại được tự do rồi. Lúc này Tô Bạch bất chấp tất cả, hai tay chống lên, ra sức đẩy, trực tiếp đẩy lên lớp đất không quá dày, sau đó tự mình đứng lên. A Khoan, A Lượng và Trần Tiểu Thư, ba người đứng ở bên cạnh bỗng nhìn thấy cương thi từ trong mộ đi ra, trực tiếp hét lên. Một tay của Lâm Chính Anh đã bị nứt ra rồi, nhưng mà không có vấn đề gì lớn. Lúc này ông ta nhìn thoáng qua đồ đệ, quát lên:
xác chết tổ tiên Trần gia vùng dậy, nhanh mang gương bát quái đến đây. Lúc này A Lượng và A Khoan mới tỉnh táo lại. A Khoan lôi kéo Trần Tiểu Thư lui lại. A Lượng quay đầu cầm lấy túi, lấy đồ trong đấy ra, chuẩn bị đưa cho sư phụ. Tổ tiên Trần gia? Tô Bạch sững sờ. Nhưng mà vào lúc này thì Lâm Chính Anh lấy một giọng chính khí quát lớn: người có đường của người, quỷ có đường của quỷ, trời có đạo của trời, người nghịch thiên mà đi không sợ bị trời phạt sao? Nhanh chóng quay đầu lại đi, hưởng thụ hương hỏa của hậu nhân mình đi. Tô Bạch nhìn Lâm Chính Anh, chỉ cảm thấy tên gia hỏa này khá quen. Nhưng mà sau khi Lâm Chính Anh niệm xong những lời này, cũng không cho Tô Bạch có thời gian kịp phản ứng gì cả. Có lẽ những lời kịch này giống như là những lời cảnh sát nói trước khi ra tay với cả dân liều mạng. Anh có quyền im lặng, nhưng mà những gì anh nói sẽ làm bằng chứng chống lại anh trước tòa đấy. Lâm Chính Anh thì cũng không có tin một cương thi lạc đường sẽ biết quay đầu. Bởi vì là một đạo sĩ, ông ta biết rõ rốt cuộc cương thi là loại đồ vật gì. Nó không khác gì dã thú cả, thậm chí so với cả dã thú còn hung tàn hơn một chút. Cho nên sau khi nhận lấy gương bát quái của đồ đệ, Lâm Chính Anh trực tiếp cắn nát móng tay của mình, đem máu tươi lau lên trên gương bát quái, giơ về phía của Tô Bạch nói: ban ngày ban mặt, ngươi lại dám ra đây làm cản sao? Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương bát quái, sau đó khúc xạ ra ánh sáng màu đỏ, trực tiếp chiếu lên người của Tô Bạch. Lúc này thì bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ, xung quanh phần mộ đều là lửa. Tô Bạch khó khăn lắm mới trốn từ động hồi yêu ra đây. Hắn đã sớm là cung dương hết đà rồi, lúc này lại đối mặt với cả một kích mạnh của Lâm Chính Anh, hắn căn bản không thể chống đỡ, cả người trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Quần áo trên người và quan tài đều hóa thành biển lửa. Lâm Chính Anh thì đang chuẩn bị giơ gương bát quái lên cho Tô Bạch một kích chí mạng, khiến cho Tô Bạch hoàn toàn bị tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng vào lúc này bỗng nhiên Trần Tiểu Thư kêu lên: anh Thúc, hạ thủ lưu tình đi, là tổ tiên của nhà cháu đấy. Tô Bạch chỉ có thể mơ mơ màng màng nghe được câu nói kia, sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh. Ai da, Lâm sư phụ, thật sự cảm ơn ông, cảm ơn ông. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục viên ngoại vừa nói lời cảm ơn với cả Lâm Chính Anh, vừa cùng ông ta đi vào trong nghĩa địa. Nghĩa địa trong thôn cũng là do Lâm Chính Anh phụ trách trông giữ. Cách một khoảng thời gian, huyện nhà sẽ phát ngân lượng để duy trì. Ở trong thời cổ đại này thì đây cũng coi như là một chính tích của huyện Thái Gia. Chú thích: chính tích là thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại. Hết chú thích. Trần viên ngoại, ông nói như vậy cũng là quá khách khí rồi. Lâm mỗ chịu sự nhờ vả của ông, dĩ nhiên phải đem mọi chuyện làm tốt. Trên thực tế thì lần này tổ tiên của ông xác chết vùng dậy, trong đó cũng có một phần lỗi thất sát, sơ suất trong việc giám sát của Lâm mỗ. Lâm Chính Anh là một người thành thật, không giành công, thậm chí còn tự mình nhận lầm. Lâm sư phụ lo xa rồi, có lẽ tổ tiên nhà tôi cũng bởi vì biết chính mình biến đổi, cho nên mới báo mộng cho tôi, để con cháu bất tài như tôi rời phần mộ. May mà có Lâm sư phụ đạo hạnh cao thâm, nếu như là đạo sĩ khác, nói không chừng sẽ làm hỏng mọi chuyện đấy. Hiện tại thi thể của tổ tiên nhà tôi vẫn còn được bảo quản hoàn hảo, đây mới là điều may mắn này. Đây là công lao của Lâm sư phụ, Trần mỗ nhất định có hậu lễ đạt đáp. Trần viên ngoại và Lâm Chính Anh đi vào trong nghĩa địa, A Khoan, A Lượng và Trần Tiểu Thư đi theo sau. Trần viên ngoại, mời đi bên này, nơi này cũng chính là tổ tiên của nhà ông. Lâm Chính Anh nhìn về phía đệ tử của mình. A Khoan và A Lượng lập tức hiểu ý, chậm rãi mở nắp một quan tài bằng gỗ lim ra. Người bên trong mặc một bộ quần phục của triều thanh. Trần viên ngoại đi lên nhìn, hơi ngạc nhiên: Lâm sư phụ, vì sao tổ tiên nhà tôi lại trẻ như vậy? Hiển nhiên, đối với cả người thanh niên hơn 20 tuổi nằm trong quan tài, Trần viên ngoại rất kinh ngạc. Có lẽ tổ tiên Trần viên ngoại là tráng niên mất sớm. Lâm Chính Anh giải thích. Hóa ra là như vậy. Trần viên ngoài khẽ gật đầu, sau đó trịnh trọng quỳ xuống trước quan tài. Ông ta còn gọi con gái của mình đến, cùng nhau dập ba cái đầu, sau đó đứng lên lôi kéo tay của Lâm Chính Anh nói: Lâm sư phụ, chúng ta qua thương lượng một lần nữa về chuyện an táng đi, nhập thổ vi an.
Hơn nữa Trần Mỗ còn có chuyện muốn thỉnh giáo. Nếu như vị tổ tiên của nhà tôi lại một lần nữa an táng xuống dưới, có thể hay không? Lâm Chính Anh dĩ nhiên hiểu Trần Viên Ngoại có ý gì rồi. Ông ta nói thẳng: điều này Trần Viên Ngoại có thể yên tâm. Chỉ cần lựa chọn kỹ càng huyệt mộ thôi, vị trí huyệt mộ tốt, để tổ tiên nhập thổ vi an thì sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy là tốt rồi, là rất tốt. Trần Viên Ngoại, chúng ta đi vào nhà nói tiếp đi. Được, đi thôi. Lâm Chính Anh và Trần Viên Ngoại ra khỏi nghĩa địa. Lúc ra đến cửa, Lâm Chính Anh nói một tiếng: A Khoan, qua chuẩn bị chè nước đi. Vâng thưa sư phụ. A Khoan lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Trần Tiểu Thư, đi theo sư phụ và Trần Viên Ngoại rời đi. Trong nghĩa địa chỉ còn lại A Lượng và Trần Tiểu Thư thôi. A Lượng, anh và sư phụ của anh đều lợi hại, lúc đó thật đáng sợ. Trần Tiểu Thư khẽ vỗ ngực, có chút nghĩ mà sợ. Hey, không có gì đâu, những thứ này đều là chuyện bình thường mà thôi, có thứ còn lợi hại hơn cơ, tôi cũng gặp qua rồi. A Lượng bắt đầu khoác lác. Anh Lượng, anh thật dũng cảm, anh là nam tử dũng cảm nhất mà tôi từng thấy đấy. Trần Tiểu Thư nói: tối hôm qua, những lời anh nói với tôi đã suy nghĩ rất lâu. Trần Tiểu Thư bỗng nhiên nói ra. A Lượng thì bỗng nhiên khẩn trương. Đêm qua A Lượng tâm sự với cả Trần Tiểu Thư, nói ra lòng mình, hiện tại có kết quả rồi sao? Trần Tiểu Thư nhìn thoáng qua tổ tiên trong quan tài, có chút lo lắng. Tổ tiên nhà tôi sẽ không thể làm như thế nữa chứ? Cô yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Trên người tổ tiên của cô có gương bát quái của sư phụ tôi, trên người cũng bị dán bùa rồi, rất an bình. A Lượng nói. Vậy thì để tổ tiên tôi chứng kiến đi. Hả, cô nói gì? A Lượng, anh nhắm mắt vào đi, không cho phép nhìn lén đâu đấy. A Lượng thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Tiểu Thư cũng nhắm mắt lại, sau đó đem đôi môi của mình đưa qua, dâng nụ hôn cho người mình ái mộ. A Lượng đứng bên trái quan tài, Trần Tiểu Thư đứng ở bên phải quan tài. Quan tài thì không có quá to, cho nên lúc Trần Tiểu Thư muốn hôn A Lượng, nửa người vượt qua quan tài. Nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt có đôi khi thật khó lý giải được. Ở trong nghĩa địa, lại cạnh quan tài, thế mà cũng dám nói chuyện yêu đương. Hơn nữa còn là ở trước thi thể tổ tiên, còn muốn tổ tiên chứng kiến tình yêu của mình. Đúng lúc này thì Tô Bạch hôn mê thật sâu, rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn đã thoát khỏi trạng thái cương thi rồi, biến thành người bình thường. Cho nên dưới trạng thái người bình thường, những thứ đồ chơi đối phó với cả cương thi thì chẳng có tác dụng gì cả. Cái gì mà gương bát quái, bùa chứ. Trừ khi lúc này Tô Bạch đột nhiên biến thành cương thi, nếu không đối với Tô Bạch mà nói, nó cũng chỉ là gương và đống giấy vụn thôi. Lúc trước Lâm Chính Anh đã lầm Tô Bạch thành cương thi bình thường, cho rằng mình đã đánh thắng Tô Bạch rồi, biến hắn thành thi thể bình thường. Lại không biết rằng Tô Bạch chỉ rơi vào trạng thái hôn mê sâu thôi, giả chết mà thôi. Sau khi tỉnh dậy, Tô Bạch vô thức từ trong quan tài ngồi dậy, đúng lúc ngồi giữa A Lượng và Trần Tiểu Thư. Sau đó nụ hôn đầu tiên của Trần Tiểu Thư cứ thế rơi vào trên mặt Tô Bạch. Yeah, các bạn thân mến, tập này có vẻ là khá hài hước. Nếu như các bạn tò mò Lâm Chính Anh là ai và cái thời này là thời nào thì các bạn có thể lên Google search cái tên Lâm Chính Anh ra nha. Một nhân vật mà đã xuất hiện trong rất nhiều những bộ phim về pháp sư trừ quỷ của Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc hồi xưa. Ok ạ, hẹn các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đọc quẹo mồm rồi.